Tử vi tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, sau tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, nhiều chuyên gia phong thủy nhận định rằng tuổi Hợi là một trong những tuổi có trí thông minh và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Người tuổi Hợi không những tài giỏi, nhanh lẹ mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Đặc biệt, những người Tân Hợi sinh năm 1971, họ rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà họ có kiến thức rất rộng, hiểu biết vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Không chỉ vậy mà họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của các bác tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Tân Hợi trong 6 tháng cuối năm 2021. Vận trình của tuổi Tân Hợi trong từng tháng, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu, để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vận sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của các bác tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Tử vi nửa cuối năm 2021 dự báo, đây là thời điểm có lợi cho đường công danh, sự nghiệp của các bác tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Cơ hội phát triển sự nghiệp tăng lên, lại thêm được quý nhân nâng đỡ, các bác sẽ được tập thể công nhận, lãnh đạo đánh giá cao, cơ hội thăng tiến rộng mở. Tuy nhiên, áp lực trong năm cũng không nhỏ, đòi hỏi các bác phải luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đương đầu với mọi việc, tránh để cơ hội trôi qua mất. Vấn đề tình cảm, gia đình trong thời gian này nhìn chung cũng bình ổn, dù có khúc mắc cũng nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa. Ngoài ra, để mọi việc được viên mãn, gặp nhiều may mắn và hóa giải các xung sát do thái tuế, thì thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Tân Hợi hãy mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của các bác tuổi Tân Hợi trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Tử vi của các bác tuổi Tân Hợi nửa cuối năm 2021 có cho thấy có ấn quan tương trợ hứa hẹn sẽ mang lại sự nghiệp lý tưởng cho các bác. Các bác sẽ gặp nhiều chuyện may mắn, mọi việc đều tiến triển thuận lợi, nhờ có quý nhân giúp đỡ cộng với sự vươn lên không ngừng, dễ dàng đạt được mục tiêu đã đặt ra từ trước. Có bác tuổi Tân Hợi may mắn còn giành được cơ hội thăng tiến, mưu sự thuận lợi, đồng nghiệp ủng hộ, mạng lưới khách hàng rộng mở, thu được nhiều hợp đồng béo bở. Tuy nhiên, có những thời điểm các bác tuổi Tân Hợi ngủ quên trên chiến thắng, nên vận trình hơi chững lại, thậm chí là thụt lùi. Cho nên các bác cần thường xuyên đôn đốc bản thân, nỗ lực nhiều hơn, chủ động tranh giành cơ hội tốt và sử dụng các mối quan hệ để đạt được mục tiêu. Mỗi bước các bác dừng lại sẽ rất dễ để người khác có cơ hội vượt qua, nhất là lớp trẻ năng động thời nay. Trong những tháng vận khí tốt, các bác nên tranh thủ tận dụng các khí và sự trợ giúp của quý nhân để đón tắt đường mình đang đi, thúc đẩy sự nghiệp thêm phần thăng hoa.
Ngoài ra, các chuyên gia phong thủy khuyên nếu muốn công việc suôn sẻ, làm ăn tốt lành, các bác tuổi Tân Hợi cần mang bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, sẽ chiêu tài lộc, chiêu cát lành, may mắn về cho các bác. Đồng thời, khi mang theo bên mình, vòng sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc, hành thông, phát triển. Quan hệ công việc cũng dần trở nên tốt đẹp hơn. Thứ hai, mặt tài lộc, tiền bạc. Tài vận của các bác tuổi Tân Hợi trong 6 tháng cuối năm 2021 có nhiều điểm sáng, quý nhân mang tới nhiều cơ hội hợp tác làm ăn. Các bác cần chủ động nắm bắt cơ hội để đánh nhanh, thắng nhanh. Với các bác đang trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, có thể vận dụng sự nhanh nhẹn, nhạy cảm với thị trường để tăng doanh thu, thu hút thêm nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Ngoài ra, nếu các bác tuổi Tân Hợi có ý định đầu tư thì nên bắt đầu từ những mối nhỏ trước để thăm dò và làm quen, lấy kinh nghiệm, chớ nên xúc hết tiền ngay từ lần đầu với tâm lý được ăn cả, ngã về không, kẻo tiền bạc thất thoát không còn một đồng. Để tăng may mắn và cát lành, các bác tuổi Tân Hợi hãy đeo bên mình pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp các bác xua đuổi những hung tinh và vận hạn. Pháp khí sẽ giúp các bác xua đuổi những hung tinh và vận hạn xấu ảnh hưởng đến công việc, con đường làm ăn. Từ đó chiêu tài lộc, tăng may mắn, cát lành, tăng vận khí cho các bác. Đồng thời, khi mang theo pháp khí về bên mình, sẽ luôn được quý nhân tương trợ giúp đỡ, phát triển sự nghiệp, việc đầu tư, kinh doanh trong năm 2021. Thứ ba, tình cảm xa đạo. Xem tử vi nửa cuối năm 2021, chuyện tình cảm của các bác tuổi Tân Hợi không có nhiều biến động. Tình cảm vợ chồng, hòa hợp, cha mẹ con cái đã gắn kết, tạo ra động lực tinh thần rất lớn để các bác thêm yêu đời và thoải mái tâm lý. Tuy nhiên, vào những tháng cao điểm công việc, guồng quay bận rộn có thể khiến các bác có phần thờ ơ, thiếu quan tâm đến nửa kia, khiến tình cảm nguội lạnh. Do đó, các bác nên tìm cách cân bằng thời gian dành cho gia đình và công việc để củng cố mối quan hệ cũng như duy trì hạnh phúc. Ngoài ra, các bác tuổi Tân Hợi còn đơn độc thân thì chỉ có cách chủ động mở rộng mối quan hệ, chịu khó, giao tiếp với những người xung quanh hoặc người được giới thiệu thì mới tăng cơ hội tìm được đối tượng ứng ý. Để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên các bác tuổi Tân Hợi hãy mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với điều kia, xuất gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những bác còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Nhìn chung sẽ không có bất kỳ mối nguy hiểm tiềm ẩn nào đối với sức khỏe của con người, đặc biệt là các bác tuổi Tân Hợi trong thời điểm nửa cuối năm Tân Sửu. Và nếu có khó chịu thì cũng sẽ được phát hiện và điều trị nhanh chóng. Có điều cần lưu ý, năm kim khí vượng, các bác cần cẩn trọng khi tiếp xúc với những đồ vật bằng kim loại, đề phòng nguy cơ bị đâm trúng, gây thương tật nghiêm trọng. Ngoài ra, các bác cần duy trì thói quen ăn uống đúng giờ, đừng ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, rất có hại cho sức khỏe. Cho nên, để có thể một năm mới bình an, các bác tuổi Tân Hợi hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tay sẽ giúp các bác xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ các bác tuổi Tân Hợi. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của các bác tuổi Tân Hợi trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của các bác qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Theo tử vi tháng 7 âm lịch cho thấy, các bác tuổi Tân Hợi sẽ có một tháng bận rộn, tất bật nhưng làm nhiều chưa chắc được hưởng nhiều. Tương hại xuất hiện có dấu hiệu cạnh tranh mạnh, mâu thuẫn, lục đục nội bộ. Thời điểm này, các bác nên tập trung làm tốt công việc của mình. Các bác tuyệt đối không tham gia vào các cuộc tranh đấu nội bộ, kẻo hại thân. May mắn tài lộc của các bác tuổi Tân Hợi trong tháng có tài tinh chiếu mệnh nhưng mới chỉ khởi sắc ở mức độ vừa phải, chưa thực sự mạnh. Tuy nhiên,
tình hình kinh doanh buôn bán có phần chững lại, thiếu sự đột phá. Tháng cô hồn, các bác nên thận trọng trong đầu tư, kinh doanh, kẻo bị thua lỗ. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Các bác tuổi Tân Hợi nên chú ý đến vấn đề sức khỏe của bản thân trong tháng 8 âm lịch. Do vận khí giảm sút nên tháng này nguy cơ bệnh tật của các bác sẽ cao hơn. Ban đầu, các bác có thể chỉ thấy cơ thể luôn mệt mỏi, thiếu năng lượng, nhưng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Các bác trở nên chủ quan với những tín hiệu bất thường mà cơ thể lên tiếng. Sức khỏe giảm sút cũng kéo theo trạng thái tinh thần của các bác khó có sự hăng hái, cần thiết khi làm bất cứ việc gì, đặc biệt là trong công việc, các bác làm việc như một cỗ máy, mất đi sự hào hứng như trước đó. Cho nên, các bác cũng không thể bỏ qua việc nuôi dưỡng tinh thần. Tử vi tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 âm lịch, vận trình sức khỏe của các bác tuổi Tân Hợi vẫn chưa được tốt. Các bác cần chú ý nhất, nghỉ ngơi, sinh hoạt khoa học. Rất có thể sức khỏe suy giảm cũng sẽ kìm hãm sự phát triển, sự nghiệp. Các bác có nhiều tham vọng đang muốn thực hiện, nhưng cơ thể lại không cho phép. Do đó, các bác thường xuyên cảm thấy bất lực trong tháng này, khiến tâm trạng ngày càng buồn chán. Tài vận của các bác trong thời gian này cũng khó mà được như ý khi thu nhập không có dấu hiệu tăng. Kiếm tiền khó khăn mà tiêu quá rẻ, các khoản chi tiêu trong tháng này. Các khoản chi tiêu tháng này phát sinh nhiều, lại có dấu hiệu phá tài, các bác cần cẩn thận. Tử vi tháng 10 âm lịch. Sang tháng 10 cũng chính là tháng bản mệnh. Các bác tuổi Tân Hợi đương đầu thái tuế, vận trình tiềm ẩn trong nhiều hung đô, vận trình tiềm ẩn nhiều hung hiểm. Do đó, các bác cần phải luôn nhắc nhở bản thân, làm gì cũng thật thận trọng, tính toán, kỹ càng trước khi công khai. Trong tháng công việc thì trì trệ, thiếu tính trơn tru, lại có điểm báo cạnh tranh, đấu đá và tiểu nhân hãm hại. Dù không có ý tranh giành, bon chen, nhưng các bác vẫn có thể bị lôi kéo vào cuộc vì sự cản nể. Cho nên các bác cần phải thận trọng trong công việc, tin tưởng những người xung quanh, đề phòng bị đâm lén sau lưng. Ngoài ra đây cũng không phải là tháng thích hợp cho việc đầu tư, kinh doanh. Các bác chớ vì cả tin mà bị lừa gạt, chiếm đoạt tài sản. Tử vi tháng 11 âm lịch. Trong tháng 11 âm lịch, vận trình của các bác tuổi Tân Hợi có dấu hiệu khởi sắc về tài vận. Cho nên dù công việc vẫn lặp lại, khó khăn, gặp bác cũng được an ủi phần nào. May mắn về tài chính đã giúp các bác không còn nỗi lo về tiền bạc. Ngoài đến từ thu nhập chính, còn có dựa vào khoản tích lũy lâu dài và biết đầu tư đúng chỗ, việc làm ăn diễn ra suôn sẻ và như ý. Bên cạnh đó, dù công việc có gặp trở ngại nhưng các bác cũng không nên lãng trí và sự khởi đầu nan. Hãy cứ tin rằng những nỗ lực hiện tại của mình rồi sẽ được đền đáp xứng đáng ở một thời điểm không còn xa. Tử vi tháng 12 âm lịch. Bước sang tháng 12 âm lịch, vận trình tài lộc của các bác tuổi Tân Hợi vẫn duy trì ở mức vượng phát như tháng trước. Số dư tài khoản ngày càng tăng. Đây cũng là tháng các bác nhận được các khoản tiền thưởng cuối năm nên không phải lo lắng về tiền bạc. Như vậy, chi tiêu sắm Tết khá rủng rỉnh, không phải suy tư nhiều. Ngoài ra là tháng cận Tết nên khối lượng công việc dồn dập, nhiều kế hoạch cần quyết toán cuối năm, nhưng các bác vẫn còn có thể xử lý đâu vào đấy. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, Kinh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ với mọi người cùng tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Tân Hợi trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất, sao hạn của các bác tuổi Tân Hợi. Trong thời điểm 6 tháng cuối năm Tân Sửu, bác trai tuổi Tân Hợi bị sao Văn Hờn chiếu mệnh. Khi bị sao này chiếu, các bác dễ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mù miệng, gặp tai hình, kiện cáo, pháp luật. Ngoài ra, bác trai cần chú ý hạn thiên la, bởi thiên la chủ về đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bạc mệnh do quỷ ma quấy phá, ảnh hưởng tới công việc. Các bác tuổi Tân Hợi, đặc biệt là các bác gái trong thời điểm này sẽ bị khung tinh La Hầu chiếu mệnh. Sao La Hầu thường đem đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, truyền thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Bên cạnh đó,
bác gái còn bị gặp phải hạn xin vương. Hạn này chủ yếu gây bất lợi về sức khỏe thể chất cũng như tinh thần. Bác cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông để phòng tai nạn bất ngờ. Thứ hai, luận hung can niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh trong thời điểm này của các bác tuổi Tân Hợi gồm có sao Thiên Mã, báo hiệu dịch chuyển nhiều về cả suy nghĩ cũng như nơi ở, công việc. Vì sao điều khách mang điềm báo gia đình có chuyện buồn khóc. Cung tam hợp thì lại có nhiều sao xấu quy tụ như tăng môn, đại hao, tuế phá, thiên hư gây hao tán tiền của, cản trở công việc, gây tai nạn bất ngờ, đồng thời gia đình có tăng chế. Cuối cùng là xung quanh chiếu gì thì chiếu, gồm có các cát tinh thiên phúc, long trì thúc đẩy nhân duyên tốt, nhưng có các hung tinh tuần, triệt, quan phù, thiên khốc, báo hiệu sự trắc trở, khó khăn, gia đình có người đau yếu. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của các bác tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn mọi người luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.